dừng lại luôn. Bắt đầu! Bắt đầu!
rồi và ăn được. Alo, có lên chưa? Alo. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ trở lại nội dung 7.25 của giải tennis Họ Phạm với 4 vận động viên hiện tại để tôi check in nhìn xem có biết tên mấy vận động viên lạ này. Anh đang buộc chân đó là anh Hiếu Châu Đất. Đứng cạnh anh Hiếu Châu Đất là anh Việt Sport. Đứng ở phía rất xa của bên sân kia đó là anh béo béo gì nhỉ? Giang Phái và Hoàng Nai Con. Tỷ số đang là 2-0 nhưng về Hoàng Nai Con và Giang Phái. Một pha đọa tất tay trong anh ngoài thì chưa rõ. Hiện tại trên hai cụm hai sân tennis Lộc Vừng đang phun khán giả. Phun từ trong ra ngoài. Phun hết. Không còn chỗ ngồi cho các vận động viên. Số lượng các cổ động viên đang kéo về khán chỗ sân trung tâm là rất nhiều. Trở lại trận đấu, Hoàng Nai Con là người đang cầm giả bóng lôi một. VN Tennis kênh nào hỏi Long Giấy rồi. Long Giấy đấy. Anh Long Giấy ở kênh nào để rồi. Bắt lưới rất hay của Giang Phái. Một pha đọa rất hay của Hiếu Châu Đất. Mặc dù là buộc chân một bên nhưng mà anh có đôi tay phải nói là rất trẻ. 15 đều. Trận đấu đang rất là căng thẳng. Tranh giành từng quả bóng một. Lưới một. Và phạt bóng rất mạnh nhưng giúp lưới của Hoàng Nai Con. Và bóng rất hay, vẫn còn hay không? Vẫn còn. Một và ghi bóng rất nỗ lực của Việt Sport. Nhưng Hà Hoàng Nai Con đã bắt bài. Lượng dao. Mọi người vào xem cổ vũ cho 4 vận động viên cũng như là cổ vũ cho giải tennis Họ Phạm. Đồng thời là có thể dừng lại 1,5 giây, có thể chia sẻ lên các hội nhóm cho các vận động viên để cho những người ở phía xa đầu cầu ở miền Nam, miền Bắc, miền Trung có thể xem được những đường bóng hay. Còn fanpage để mọi người chia sẻ thì tôi cũng không rõ là đang quay ở fanpage nào. Đang quay ở fanpage nào đấy nóng rồi. Một pha bắt lưới lôi của Hoàng Nai Con. Hơi đáng tiếc. Ở nội dung trình cao xem chúng ta xem rất sướng. Đường bóng lúc nào cũng căng đét, veo veo veo, một trong hai ngoài. Không có những cái pha bóng gọi là lúc quấy bẩn câu thời gian của các vận động viên. Bắt lưới rất hay. Rồi, một pha vô lưới rất nhanh của Hoàng Nai Con. 40 đều. Hiếu Châu Đất có thể là bẻ một lách để kiếm thêm một giờ hay không? Cắt bóng rất siết. Ôi, một pha
cắt bóng rất siết của Hiếu Châu Đất. Hoàng này còn bật lưới lôi, đổi sân, đổi ra bóng, tỷ số là 1-2. Vậy là Hiếu Châu Đất đã có một game đem về cho vợ cho con. Trở lại chơi ra bóng tiếp theo, đội Hiếu Châu Đất sẽ là người cầm ra bóng. Tiếp nước. Trên sân hiện tại bây giờ thì khoảng tầm 500 khán giả đang ngồi xếp hàng dọc hàng ngang cũng như là vây quanh kín hết cả sân Lộc Vừng. Hiện tại bây giờ là đang rất đông. Phía cạnh bình luận viên cũng như là chỗ phòng tổ chức là đang có rất nhiều cô gái đẹp đang hớn hở ngồi xem. Chúng ta sẽ trở lại giờ ra bóng tiếp theo. Hiếu Châu Đất sẽ là người cầm ra bóng, tỷ số 1-2, 0-0. Anh Triệu Vàng nhìn đâu đây? Rất hay. Và bóng rất lip, vẫn còn một pha đá bóng dọc dây. Hơi đáng tiếc của Hiếu Châu Đất. Không 15. Hiện tại mình live stream bình luận thì không thể thấy comment của quý vị và các bạn. Đấy, rất tốt. Rất hay. Bóng đang rất bền. Hay quá rồi. Bóng đang gần đến lưới thì tự nhiên gặp một cơn gió nó thổi ngược lại. Thì không qua lưới. 0-30. Rất nhiều đường bóng gọi là hay và kịch tính. Những tiếng hò hét, những tiếng cổ động viên của khán giả rất nhiều. Hay, một pha bắt lưới bò nhỏ của Giang Phái về hướng Hiếu Châu Đất. Anh Hiếu Châu Đất đã buộc chân nên là không chạy cứu được những quả đấy. Bắt quả lưới rất mơ mực. 0-40. Vừa có một bóng hồng lướt qua trước tôi xong. Vâng, vậy là mất game. Anh Hiếu Châu Đất là người mất game. Đổi giao bóng thì số là 3-1. Hơi đáng tiếc. Có vẻ người đội Giang Phái và Hoàng này còn đang ý thế hưng ngực. Ở giải này thì trọng tài không bắt lỗi chân là cái vấn đề chân cản là ra ngoài. 0-15. Chúng ta đang trở lại với sân tennis Lộc Vừng để chứng kiến trận đấu nội dung trình 7.25 của giải tennis họ Phạm được live stream trực tiếp bởi fanpage vntennis.org của anh Long Giới. Mọi người vào xem ủng hộ chia sẻ cho fanpage cũng như là bốn vận động viên. Bóng chạm trọng tài, không biết trọng tài có cho đánh lại hay không. 30-15. Hệ thống cập nhật tỷ số tự động nên là mình không cần phải bấm. Lưới một, Giang Phái đang dùng lối đánh phạt bóng lên lưới để chiếm lưới. Đây, một pha xòa líp bóng rất hay của Hiếu Châu Đất. 15-40. Một pha đá
bóng cuối sân của Hoàng Đại Còn không thành công. Đổi sân, đổi giao bóng, tỷ số 2-3. Đội Hiếu Châu Đất và Vietsport lại bẻ được Black trở về thế cân bằng cho trận đấu. Ở nội dung trình cao vòng, từ vòng trong trở đi thì các đôi rất đồng đều, nên vấn đề mà mất lách bẻ lách là chuyện bình thường. Ở phía sân hai bên cạnh là diễn ra những trận đấu rất hay, rất nhiều khán giả và các cổ động viên đổ bộ về sân hai là nhiều. Vừa xong, bây giờ chúng ta sẽ xem lượng khán giả đổ bộ về sân 1 rất là đông. Thật ra ở nội dung trên cào này thì các vận động viên đánh bóng sẽ hơi bị nhanh, nên vấn đề trọng tài bắt lôi rất nhiều thì cũng phải thông cảm. Vấn đề đó chúng ta sẽ phải đánh vào cái ý thức và trung thực của các vận động viên là cao, tự nguyện. Nếu gặp tôi trong bên ngoài kia thứ này, quả bóng xóa bóng hơi lôi của Giang Phái. 30 đều. Xin nhắc lại với tất cả quý vị và bạn, chúng ta đang trở lại với sân tennis Lộc Vực, trở lại với giải tennis Hoàng Phạm và nội dung 7.25. 4 vận động viên Hoàng Hai Con, Giang Phái, Hứa Châu Đất và Vietsport. Một pha đánh rất hay của 40-30. Rất hay màn đối công của 4 vận động viên. Bóng vẫn còn. Rất hay, một pha cứu bóng rất hay của Vietsport. Mở vợt chạy lên đánh đoa cứu một quả bóng rất hay, đánh thẳng vào bụng của Giang Phái, phản xạ không kịp. Sau một đường bóng đó, chúng ta mãi mãi là anh em. Chúng ta sẽ xem lại những đường bóng đẹp. Chụp ảnh ơi, chụp cánh kiểu ngồi góc khuất, cái chụp bán dao làm sao lấy nhau được. Trở lại trận đấu, hay quá. Sập lôi một, trọng tài bắt lôi một. Rất hay, bắn lưới rất tốt.
xuyên bóng rất hay của Hoàng Anh Quân. Mười lăm đều. Bóng ra ngoài. 35-30. Tỷ số đang 3 đều. Đội Hiếu Châu Đất và Việt Sport đang vươn lên. Em đánh với cái ông đứng ở sau này. Đánh sân đây. Quán sân đây được lại chuyển vuông và lên hình. Hay quá. Và đánh bóng rất hay của Giang Phái. Một pha bắt lưới rất hay của Giang Phái. Gặp đôi tới Bắc Giang. Đây tí nữa đánh hàng. Đôi gặp đôi tên trường hiệu hơn rồi. Tỷ số là 3 đều. Anh cháu bọn em đánh ở sân đây. Ưu tiên cái thằng yếu yếu thì và bắt lưới rất xoáy, rất hay. Hoàng Đại còn phải nói là sức bật rất tốt, anh nhảy lên anh đập quả bóng ăn điểm trực tiếp. Đổi sân, đổi giao bóng, tỷ số 3-4 nghiêng về đội Hoàng Đại còn và Giang Phái. Ghê đấy anh Phái ạ. Ghê đấy. Trận đấu tiếp tục. Giờ giao bóng tiếp theo là Hiếu Châu Đất là người cầm giao bóng. Tỷ số 3-4. Sảnh chân cái là chung bóng cái là bị đập luôn. Hay. Ôi dồi ôi, hay quá. Hay. Chúng ta đang được chứng kiến một đường bóng rất hay của bốn vận động viên. Và rất hay một pha đánh bóng từ phòng chuyển sang lưới của Giang Phái. Tràn lưới rất nhanh. Một bài đánh, một chiến thuật mẫu mực. Đường bóng trên cao, các khán giả hết sức để ý. Rất dễ bóng vào mặt như trời. Rất tốt. Rơi giao bóng của Hiếu Châu Đất. Rất hay, một pha giao bóng đúng góc chữ A của Hiếu Châu Đất. Rất nặng. 15-40. Ba mươi bốn mươi.
rất đẹp. Rất to. Đẹp thoảng, con chó thoáng qua làm mát cả đùi. Bốn mươi điểm. Vâng, một pha bóng hơi đáng tiếc của Hiếu Châu Đất. Không hiểu. Bóng hai, bóng vàng mà anh cầm bóng rồi ném ra khỏi sân. 5-3 nghiêng về Giang Phái và Hoàng Hải Con. Rất hay. Bùi Phong, hai ông bây giờ. Vâng, có vẻ như đệ nhất phu nhân của anh Hiếu đang cất tiếng gọi ở nơi xa gọi về công tác hậu cần. Rất hay. Vâng, vừa cất một tiếng gọi anh cái là bóng rút lưới luôn. Hay, một pha đánh dọc dày rất hay của Việt Sơ Phát. Tôi đang chuẩn bị gắp miếng xôi nhưng phải dừng lại để bình luận vào đấy. Rất là hay. Một quả cướp tổng dây rất hay. Mô mực. Bốn chân luôn ạ. Rồi chân đổi vào bóng. 4-5. Bà vợ nhắn tin anh Hiếu tôi đã cuốn lên. Nam dạy em quả đá dọc dài anh Việt ơi. Đánh kém thì cứ đổi cho gió. Chúng ta sẽ trở lại trận đấu. Tỷ số là 4-5. Việt Sport là người giao bóng. Gió đang to. Có thể dừng lại để cho gió ngớt lại. Mà có thể dừng từ đường chiều. Rất tốt. Hoàng Hải Con đoạn rất hay. Hay quá. Một pha đoá bóng rất hay của Hoàng Hải Con. Mẫu mực. Rồi ơi, một pha đánh một tay rất hay của Hoàng Hải Con. Hiếu Châu Đất bắt cầu bóng hơi vội, hơi đáng tiếc. Một pha chạy lên cứu bóng bằng một tay trái ủn ràng. Hơi đáng tiếc, một đường bóng hay.
quy nhiều học hết trơn rồi. Mười lăm ba mươi, một sự điều chỉnh, một sự an ủi, một sự động viên lúc này là rất hợp lý. Năm 30, hai bóng. Rất hay, một pha đè bóng tạt rất mạnh của Hoàng Đại Còn. Bóng đi rất căng. Trận đấu kết thúc, phần thắng thuộc về Hoàng Đại Còn và Giang Phái. Xin chúc mừng đội của Hoàng Đại Còn và Giang Phái. Sau đây chúng ta sẽ trở lại trận đấu của đội Võ Làng và Anh Hòa. Thi đấu với đội nào thì chưa cho. Để đợi anh Long ra chỉnh bộ máy. Chỉnh chỗ này anh Long ơi. Xe trở lại sân đấu của Lộc Vừng và chứng kiến trận đấu tiếp theo, một trận đấu rất hay, cũng có thể là đánh giá là một trong những trận ứng cử viên vô địch. Mọi người có nghe thấy ban tổ chức có gọi gì đâu? Vâng, vì thiếu đôi nên đôi binh đội viên sẽ vào đánh trận tiếp theo. ưu tiên cho đôi binh đội viên. Thế là mọi người vào cổ vũ cho cái đôi kèo dưới nhá. Anh Long đúng nhỉ, để ngắt bỏ cái đoạn này này.